Chào các bạn. Hôm nay tôi chia sẻ cách chăm sóc hoa lan đơn giản và dễ tại nhà, giúp cây phát triển với rất nhiều nụ hoa. Những nụ hoa phát triển được mọc trên cùng một cây. Hoa luôn nở đẹp rực rỡ và lâu tàn. Cây luôn phát triển được khỏe mạnh, xanh tươi tốt. Và hoa sẽ luôn nở rộ, đẹp rực rỡ quanh năm. 10 ngày một lần, hãy tưới nước cho cây. Nó sẽ giúp cho rễ luôn được giữ ẩm. Phân bón sẽ dễ dàng hấp thụ được tốt hơn. Và hãy để trong 20 phút. Sau đó các bạn lấy cây hoa lan ra. Hãy sử dụng 4 tép tỏi. Tỏi có tính kháng khuẩn, có chứa nhiều kali, giúp hoa lan phát triển về hoa rất nhanh. Các bạn cắt nhỏ ra. Các bạn sử dụng mật ong. Dùng một thìa nhỏ. Cho vào 1 lít nước. Các bạn đậy lại và hãy để ở nơi mát trong một ngày. Sau đó các bạn sẽ lọc bỏ cặn. Cho thêm vào 1 lít nước. Sau đó các bạn sẽ phun trực tiếp lên những chiếc lá này. Hãy áp dụng 14 ngày một lần cho cây. Nó sẽ giúp loại bỏ các loại côn trùng, làm sạch lá lan, giúp những chiếc lá hoa lan luôn được xanh, khỏe mạnh. Nên áp dụng vào buổi sáng sớm. Tưới vào chất trồng sẽ giúp cho bộ rễ được bảo vệ khỏi nấm rất hiệu quả. Và hãy để trong 25 phút. Giúp cho những cây hoa lan rất yếu có được rễ khỏe mạnh hơn. Những chiếc lá luôn xanh tốt và cứng cáp. Với những cây đã trồng lâu,
không phát triển và không có hoa. Các bạn hãy thay chậu cho cây. Sau đó hãy sử dụng nước này, các bạn phun đều lên cây. Và sau đó hãy lau khô lại. Nó sẽ giúp cho hoa lan của các bạn được phục hồi rất nhanh. Khi trồng lại, cây sẽ không bị côn trùng và luôn phát triển được khỏe mạnh. Hãy cho nước này vào. Và để trong 30 phút, rễ mới sẽ được phát triển rất nhanh. Sau đó lấy ra và đặt ở những nơi có ánh sáng trong ngày như là ban công, cửa sổ, tránh gió và nắng. Hoa lan sẽ luôn xanh tốt, rễ sẽ được phát triển khỏe mạnh. Nó sẽ giúp cho hoa lan của chúng ta luôn được xanh tốt. Cành hoa sẽ được mọc. Hoa sẽ nở nhiều, tươi đẹp và rực rỡ hơn. Các bạn hãy trồng lại với vỏ thông. Cách làm này, những chiếc rễ sẽ được bảo vệ rất tốt. Đừng quên like, chia sẻ, đăng ký kênh và nhấn chuông để tiện theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn luôn thành công.